Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng cao tay cho Quảng Ninh dìm Đinh Văn Nơi tránh hậu hoạn. Mục đích của ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh là để hỗ trợ Bộ Công an dọn sạch tàn dư hoặc khoan thủng của những vết tích của ông đương kim Thủ tướng tại Quảng Ninh. Điều này thể hiện quá rõ ràng, ông Nơi về Quảng Ninh trước hết là hỗ trợ Bộ Công an đánh vào vụ án IC tại Quảng Ninh. Tuy nhiên cho đến nay ông Nơi cũng chẳng giúp ích được gì cho Tô Lâm cả. Cựu Chánh Văn phòng Bí thư Phạm Minh Chính được tín nhiệm cao 100%. Theo giới thạo tin cho biết, bàn tay của Phạm Minh Chính còn in dấu rất đậm tại địa phương này. Việc đánh vào bộ máy chính quyền Quảng Ninh là việc của ông Nguyễn Phú Trọng, chứ ông Đinh Văn Nơi không đủ tầm. Sau hơn một năm đến Quảng Ninh, ông Nơi cho bắt cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đưa quân đến Cát Hải, Hải Phòng để bắt chi cục trưởng chi cục thuế nơi đây, tạo được nhiều tiếng vang. Tuy nhiên, đối với cựu quan chức tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là những người từng làm việc dưới trướng ông Phạm Minh Chính, thời ông làm bí thư tỉnh này là nhiệm vụ quá tầm đối với Đinh Văn Nơi. Phạm Minh Chính và Tô Lâm là hai đồng môn, từng lên quân hàm một lượt, từng nắm chức Thứ trưởng Bộ Công an một lượt. Hai nhân vật này ganh đua rất gay gắt trong thời gian còn đứng chung trong Bộ Công an. Tuy nhiên, sau khi ông Phạm Minh Chính được về điều về Quảng Ninh làm bí thư tỉnh ủy, thì ông Chính đã vượt lên hơn hẳn so với Tô Lâm. Hiện nay, Phạm Minh Chính là sếp của Tô Lâm trong chính phủ và cũng là nhân vật sếp cao hơn Tô Lâm trong Bộ Chính trị. Tô Lâm thì đầu quân cho phe ông Tổng Bí Thư, còn Phạm Minh Chính đứng riêng một trụ, cạnh tranh quyền lực với phe ông Tổng. Đinh Văn Nơi đang bị dìm tại Quảng Ninh. Vào hồi tháng 9 vừa qua, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cho ông Trần Cẩm Tú ra tay kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hai nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 mà tránh né nhiệm kỳ 2011-2016. Được biết, người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng bây giờ. Việc ông Trọng ra tay với giản lãnh đạo tỉnh ông Phạm Minh Chính nhưng lại nhẹ tay tránh né kỷ luật ông Chính cho thấy dấu ấn Phạm Minh Chính tại mảnh đất này còn rất mạnh. Đến vua còn phải tránh né thì trách nhiệm khoan và giản lãnh đạo tỉnh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư đối với ông Đinh Văn Nơi là quá tầm. Tuy nhiên, với cách lấy phang được là phang như ông Nơi thì giản lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không ưa ông, và chuyện ông Nơi bị thất sủng tại vùng đất này không có gì là khó hiểu. Khi bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ông Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đạt 61/61, tức là tỷ lệ 100% phiếu tín nhiệm cao. Được biết, ông Nguyễn Xuân Ký là Chánh Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư. Hầu hết vị trí Chánh Văn phòng của tất cả các cơ quan đều là người được ông sếp rất tin tưởng, bởi ở vị trí này không chỉ là phụ tá đắc lực mà còn là tay hòm chìa khóa cho ông sếp. Còn ông Cao Tường Huy là bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình Liêu. Ông Huy từng được bí thư Phạm Minh Chính tin tưởng, giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đại biểu huyện của mình cùng huyện Can Lộc, Lộc Bình sang thăm và làm việc tại huyện Ninh Minh thuộc thành phố cấp địa phương Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức ảnh hưởng của ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh được cho rằng còn rất lớn. Có 3 người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất gồm Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Văn hóa, Thể thao và bà Bùi Thị Hương, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cả 3 người cùng có 8/61 phiếu tín nhiệm thấp. Như vậy là tàn dư Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh đang được tín nhiệm tuyệt đối. Còn người được xem là thẳng tính, không sợ quyền uy, Đinh Văn Nơi thì lại bị mất tín nhiệm trong đảng. Xem ra muốn hạ chính quyền tại Quảng Ninh, đặc biệt là nhằm ông Phạm Minh Chính, không phải là chuyện dễ dàng đối với ông Tổng và ông Tô vào lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Thủ tướng cao tay cho Quảng Ninh dìm Đinh Văn Nơi tránh hậu hoạn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đem vốn góp gạo vào bẫy nợ của bạn Tàu để bẫy chính mình. Hôm 6 tháng 12, ông Antonio, Ngoại trưởng Ý, xác nhận nước này chính thức đã rút khỏi sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc trong một sự kiện tại Rome. Đồng thời, người đứng đầu chính phủ nước này, bà Thủ tướng Meloni cũng thông báo nước Ý rút khỏi dự án vành đai và con đường. Được biết, Ý là nước G7 duy nhất ký kết tham gia dự án đầy tham vọng này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Italia dám bước chân vào thì cũng rất có bản lĩnh rút chân ra. Như vậy là chỉ sau 4 năm khi ký kết tham dự dự án vành đai và con đường, Ý đã rút ra vì dự án này đem lại nhiều bất lợi cho nước này. Nước Ý là một nước dân chủ, đề cao tính minh bạch nên tham nhũng không kinh khủng như các nước nghèo. Họ không dễ dính bẫy của ông Tập, nhưng nước nghèo thì lại khác, dễ bị các bẫy nợ của Tập trói buộc rồi sau đó phải trả giá bằng chủ quyền. Quốc gia nào cũng như vậy, tham gia vào dự án của Tập chỉ vì lợi ích quốc gia của họ. Và nước Ý cũng như thế, khi lợi ích quốc gia không được đảm bảo thì họ rút ra. Tuy nhiên, giả sử Việt Nam nằm trong hoàn cảnh của Ý thì có dám rút và rút được hay không? Về mặt lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ sáng suốt những lãnh đạo của nước Ý, bởi lãnh đạo Ý là do dân bầu chọn, nên cũng chất lượng hơn là cách chọn người theo tiêu chuẩn hạt giống đỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam với độc đảng. Còn về lòng tham thì quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn hẳn quan chức Ý. Họ có thể vì túi tham và bán rẻ tương lai đất nước, nên nếu Đảng Cộng sản Việt Nam bước chân vào cái bẫy của Tập thì rất khó có thể thoát ra được. Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn mang dự án hai con đường một vành đai để góp vào đại dự án vành đai con đường của Tập Cận Bình. Người Việt Nam vốn rất dị ứng với sáng kiến vành đai và con đường của Tập Cận Bình, bởi việc đề phòng sự thâm hiểm của chính quyền Bắc Kinh đã có từ hàng ngàn năm nay. Đấy là cản lực rất lớn để Đảng Cộng sản chần chừ chưa chính thức bước vào dự án vành đai và con đường của Tập, chứ Đảng Cộng sản Việt Nam không vì lợi ích quốc gia. Họ chỉ vì lợi ích của cá nhân họ và vì lợi ích của đảng họ mà thôi. Tập Cận Bình đang muốn kéo chân Việt Nam vào dự án vành đai và con đường của ông ta, và có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam muốn chui vào một cách lén lút và nhẹ nhàng để tránh kinh thiên động địa đến toàn dân. Bởi dân từng nổi giận với dự án luật đặc khu như thế nào thì Đảng Cộng sản cũng biết rồi. Sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thúc đẩy sự kết nối giữa kế hoạch hai hành lang một vành đai với đại dự án vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình. Kế hoạch hợp tác hai hành lang một vành đai kinh tế được ông Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt trong quy hoạch phát triển từ những năm 2008. Đây là hành lang kinh tế Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với sự kết nối này, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng từng năm rất ấn tượng. Nhưng vấn đề là Việt Nam thì luôn nhập siêu từ Trung Quốc cũng tăng không ngừng, khiến nền kinh tế Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc hơn. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đem kế hoạch này góp gạo vào lại dự án vành đai và con đường của Tập Cận Bình, nên có thể tránh được phản ứng gay gắt của toàn dân ngay lập tức. Dù sao kế hoạch này cũng đã có trước dự án vành đai và con đường. Sri Lanka thì không bản lĩnh như Italy nên cuối cùng đã bị dính bẫy và họ phải gán cảng biển cho Trung Quốc gần 100 năm. Chơi với Trung Quốc thì phải có bản lĩnh như Ý vậy, nhảy vào được thì cũng phải rút ra được. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái bản lĩnh đấy, nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản đã nằm im ở vị thế nhược tiểu. Nguy hiểm là tư tưởng nhược tiểu đã ăn sâu vào trong bộ não của đảng rồi, nên họ luôn co giò khúm núm trước Tàu. Làm gì cũng không dám hiên ngang, không mạnh dạn mà cứ phải xin ý kiến thiên triều. Với tư tưởng như vậy thì một khi đã nhảy vào làm sao có thể rút ra. Cho nên khi thò chân vào vành đai và con đường chắc chắn sẽ bẫy khiến nền kinh tế Việt Nam ngày một phụ thuộc hơn vào bạn vàng xấu tính phương Bắc. Và nguy hiểm hơn nữa, Tập biết cách dùng tiền để mà nhử quan chức Cộng sản, buộc nền kinh tế Việt Nam vào tay của Tập, bởi quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có lòng tham không đáy,
họ sẵn sàng bán tương lai đất nước để mà làm giàu. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Việt Nam đem vốn góp gạo vào bẫy nợ của bạn Tàu để bẫy chính bản thân mình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.